Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này em xin giới thiệu một số mẫu đồng hồ hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động ok. Trước khi ship hàng đi, nhân viên bên em sẽ làm một cái clip test lại sản phẩm, gửi qua Zalo cho mình tham khảo, sau đó đóng thùng xốp cẩn thận rồi mới ship hàng cho mình. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tặng nhà cho mình. Sản phẩm đồng hồ em không nhận ship CD, vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em ship hàng tặng nhà. Phí ship thì dao động từ 30.000 đến 50.000. Các bác nhận hàng vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Hoặc đơn hàng từ 600.000 trở đi, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Mình mua càng nhiều, giá càng ngợi và được em bao ship tận nơi luôn nha. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm. Các bác ưng ý đồng hồ nào thì liên hệ số điện thoại cũng như Zalo để em chốt hàng cho mình. Đầu tiên đây là đồng hồ có mã số 59. Giá bán của đồng hồ là 500.000. Size của đồng hồ khá to nha, 35cm, to đùng luôn. Mình trưng bày ở phòng khách hoặc là nhà xưởng là ok. Size 35, vỏ nhựa, bộ máy lớn, made in Japan. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Đây là bộ máy của đồng hồ nha, bộ máy made in Japan. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 60, đến từ thương hiệu Casio. Đồng hồ vỏ nhựa, size khá to, size 33cm, bộ máy made in Japan. Em đã tích giờ chạy chuẩn, hoạt động ok nên các bác yên tâm sử dụng. Bây giờ em sẽ quay gần cho các bác xem nha. Cọc số nổi, thương hiệu Casio, logo nổi, kim trôi. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Đồng hồ sử dụng pin tiểu. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 61, đến từ thương hiệu Casio. Giá bán của đồng hồ là 400.000. Size khá to, size 33cm. Đồng hồ vỏ nhựa. Đây, đến từ thương hiệu Casio. Cọc số nổi. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Giá bán chỉ có 400.000, đến từ thương hiệu Casio. Đây là thông tin của đồng hồ. Đồng hồ sử dụng pin tiểu. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 62. Size của đồng hồ là 30cm. Đồng hồ vỏ nhựa, giá bán là 200.000. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Hàng nội địa Nhật thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nha, chạy giờ chuẩn, độ bền cao. Giá bán chỉ có 200.000. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 63, size của đồng hồ là 28cm. Đồng hồ vỏ nhựa, thiết kế rất là lạ nha. Đây, nó mo lên như vậy. Giá bán là 150.000. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 64, size của đồng hồ là 31cm, giá bán là 350.000. Đồng hồ vỏ nhựa, nó có hoa văn xung quanh như vậy. Mặt của nó là bằng mica nha, còn phía sau là bằng nhựa. Rồi bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 65, đến từ thương hiệu Casio, giá bán là 350.000. Size của đồng hồ là 29cm. Em quay gần cho các bác xem nha. Đến từ thương hiệu Casio. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Đồng hồ sử dụng pin tiểu. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 66, đến từ thương hiệu Casio. Size khá to, lên tới 35cm. Đồng hồ sử dụng sóng radio. Đối với những mẫu đồng hồ mà sử dụng sóng radio để mà chạy giờ như vậy, máy của nó chạy giờ cực kỳ chuẩn nha. Trước khi ship hàng đi, em sẽ làm một cái clip hướng dẫn mình cách thức sử dụng cái đồng hồ này. Các bác thấy đó, nó dò sóng nè, nó chớp đèn nè, và chạy giờ lúc nào cũng chuẩn, không bao giờ lệch giờ hết cho nha. Size khá to, lên tới 35cm.
Giá bán của đồng hồ này là 700 ngàn, bộ máy lớn, bộ máy made in Japan. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Bộ máy nó sẽ nằm trong cái mặt đít lớn như vậy. Mình tháo hết ốc ra thì mình mới thấy được bộ máy phía trong nha. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Đây là đồng hồ có mã số 67, size khá to, size 35cm, trắng tinh như ngọc trinh nha. Đây, cái cọc số của nó nè, các bác xem nha. Ngoại hình còn tương đối khá đẹp. Giá bán của đồng hồ này là 400 ngàn. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 68, size của đồng hồ là 28cm, đồng hồ kim trôi, vỏ gỗ. Giá bán của đồng hồ là 400 ngàn. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Đồng hồ sử dụng pin tiểu. Tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 69. Giá bán của đồng hồ là 500 ngàn, đến từ thương hiệu Citizen. Đồng hồ vỏ nhựa, kim trôi. Cọc số nó dễ nhìn rất là đặc biệt nha. Size của đồng hồ là 29cm. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Bộ máy lớn, made in Japan, đồng hồ sử dụng pin tiểu, đến từ thương hiệu Citizen. Tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 70. Giá bán của đồng hồ là 300 ngàn. Size của đồng hồ là 29cm. Đồng hồ vỏ gỗ. Đây, em đã tích giờ trợ chuẩn hoạt động ok trước khi quay clip, nên các bác yên tâm sử dụng. Bây giờ mình cùng xem mặt sau của đồng hồ. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Ở đây thì nó có giới thiệu sơ lược về bộ máy và tổng quan kết cấu của đồng hồ nha. Đây là đồng hồ có mã số 71, size của đồng hồ là 30cm. Đồng hồ kim trôi, vỏ gỗ, size khá to nha. Size to đùng luôn, em để găng tay cho mình dễ hình dung nè. Em đã tích giờ trợ chuẩn hoạt động ok, nên các bác yên tâm sử dụng. Cái mặt đồng hồ làm cái màu cũng rất là đặc biệt nữa. Toàn bộ của nó là bằng khung gỗ nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là mặt sau của đồng hồ, bộ máy made in Japan. Giá bán của đồng hồ là 500 ngàn, size 30cm. Tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 72, đến từ thương hiệu Casio. Size khá to, size 34cm. Đồng hồ vỏ gỗ, hai tầng gỗ luôn nha. Đây, bây giờ em sẽ quay gần cho các bác tham khảo. Giá bán của đồng hồ này là 600 ngàn, đến từ thương hiệu Casio. Vỏ gỗ hai lớp như vậy. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ, đến từ thương hiệu Casio, giá 600 ngàn. Tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 74, đến từ thương hiệu Seiko. Đồng hồ vỏ gỗ 2 tầng, kim trôi. Mặt kính của đồng hồ là mặt kính mo nha. Em nghiêng qua cho các bác tham khảo nè. Nó mo lên, nó giống như cái đồng hồ đeo tay của mình vậy đó. Size khá to, size 33cm. Giá bán của đồng hồ là 700 ngàn. Vỏ gỗ nó 2 tầng như vậy. Nếu các bác muốn đẹp hơn nữa, cái mình đánh BU lên là cái đồng hồ này sáng rực như mới ngay. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Xung quanh cái nắp của nó thì sẽ có cái hàng chữ nhật. Bộ máy là made in Japan, sử dụng pin tiểu. Theo đây là đồng hồ có mã số 75, đến từ thương hiệu Citizen. Chiều cao của đồng hồ là 36cm, chiều ngang là 30cm. Đồng hồ dạng hộp xoài, kim trôi, vỏ nhựa. Em quay gần cho các bác xem nha. Đây, đến từ thương hiệu Citizen Japan. Giá bán của đồng hồ này là 450 ngàn. Đồng hồ dạng hộp xoài nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko, có mã số 76. Giá bán của đồng hồ là 500 ngàn. Đồng hồ kim trôi, bộ máy made in Japan, mặt kính mo. Chiều cao là 29cm, chiều ngang là 35cm, size khá to. Cọc số nổi, logo Seiko là logo nổi. Vỏ là vỏ nhựa, nó giả gỗ như vậy nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Đồng hồ sử dụng pin tiểu, còn đây là thông số sơ đồ mạch của đồng hồ nè. Nó diễn giải cho mình tham khảo, đến từ thương hiệu Seiko. Giá bán chỉ có 500 ngàn. Tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 83,
Size của đồng hồ là 28cm, đến từ thương hiệu Seiko, đồng hồ kim trôi, giỏ nhựa, thiết kế hoa văn nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Giá bán của đồng hồ là 500.000. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo nha. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Nó có cái nắp chụp đẩy cái máy đồng hồ lại nha. Đồng hồ sử dụng pin tiểu.